Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi giới thiệu phần 1 tiểu thuyết yêu người tử tù của nữ dân sĩ người Hàn Quốc Gong Si Sông Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tuyết bắt đầu rơi từ giữa trưa Giờ giờ đang chuyển dần thành một cơn mưa nhỏ. Một thứ ánh sáng màu xanh nhạt yếu ớt bao trùm lấy cả con đường, và bầu không khí mang nhiều hơi ẩm đang trôi một cách nặng nề trong cái ranh giới giữa bầu trời mặt đất. Đã quá 5 giờ chiều, Song Ju nhận được tin cô Monica vừa bị ngất được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ bảo là không còn hy vọng gì nữa và mọi người trong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý trước. Nói như vậy có nghĩa là cô bé So-song lại sắp phải mất một người thân nữa. Cô Monica và cô bé So-song hơn kém nhau gần 40 tuổi nhưng giữa họ lại có rất nhiều điểm chung, giống như hai chị em sinh đôi. Từ hồi còn nhỏ, Sô thường nghe mẹ nói về sự giống nhau đó bằng một sự căm ghét mà cô bé Sô không tài nào hiểu được nguyên do từ đâu. Vì sao mẹ lại không ưa cô Monica, trong khi hai người đã từng là bạn thân của nhau từ thời trung học. vốn có tính ngang ngạnh, Sô quyết tâm bắt chước cô Monica trong mọi việc. Điều duy nhất khác biệt giữa hai cô cháu là người cô thì tốt nghiệp đại học y khoa, làm y tá ở bệnh viện đại học nhưng rồi lại xin vào tu viện. Còn cô bé Sô Sông thì chìm vào những cơn nghiện rượu đến suýt mất mạng. Để tiếp tục dõi theo cuộc đời cô bé Sô Sông, kính mời quý chị và các bạn cùng đón nghe phần hai tiểu thuyết yêu người tử tù của nhà dân Gông Si Sông qua giọng đọc Kim Liên trong chương trình đọc truyện đêm nay. Anh ta trông không hẳn đẹp trai và trông cũng không cao lắm. Anh ta có một khuôn mặt ngâm ngâm đen cộng với cái cầm vuông như muốn nói về một tuổi thơ hay một quá khứ không hề phản lặng. Thực ra, lúc gặp mặt, tôi cũng chẳng có cảm tình gì với anh ta. Và đương nhiên, tôi cũng chẳng hề mong đợi một điều gì đó kỳ diệu hay ngọt ngào sẽ xảy ra với mình. Cũng chẳng phải là tôi định yêu đương hay hẹn hò gì với anh ta, mà đơn giản chỉ là tôi quyết định sẽ đi lấy chồng mà thôi. Nói giống như một kiểu tráo đổi vì thực ra tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì. Anh đã từng yêu ai chưa? Tôi đã hỏi anh ta như thế trong lần gặp mặt đầu tiên do anh trai tôi giới thiệu. Nhưng anh ta không trả lời ngay câu hỏi của tôi mà hơi cúi mặt xuống và cười hường hiệu. Nhìn thái độ ấy của anh ta, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hả hê sung sướng như kiểu tôi vừa phát hiện ra một vùng đất quang màu mỡ chưa có ai đặt chân đến. Quá ra là cái cảm giác ấy, cái cảm giác chinh phục được một người khác phái, nó là như thế. Tuy nhiên, tôi lại tự bảo với mình rằng, bây giờ tôi phải cố giả dờ như thể đang yếu thế trước anh ta mới được. Vì tôi biết, nếu tôi kết hôn với một người có năng lực mà trước kia không biết gì ngoài học, như anh ta ra, thì những người trong gia đình đó sẽ không hỏi gì thêm về quá khứ của tôi. Thậm chí trong mắt họ, tôi sẽ là một cô gái thuộc gia đình danh giá, được bọc trong lớp vỏ quý tộc. Tất tần tật những điều này không phải là tôi không có tính toán từ trước. Nghĩ đến đây, tự dưng tôi thấy đúng là những trò tiêu khiển, chơi bời thác loạn hay cả việc uống rượu thâu đêm suốt sáng trước đây của tôi bỗng trở nên khá xa lạ và cứ như là chúng chưa từng có quan hệ gì với tôi vậy có một lần tôi đã từng yêu một người ở xa chúng tôi hẹn hò nhau đi chơi được đúng hai tuần nhưng có vẻ như cô gái ấy không thích tôi sau đó tôi lại bận chuẩn bị cho kỳ thi nên cũng chẳng có thời gian hẹn hò tôi nghĩ đàn ông con trai thì phải đặt trách nhiệm lên trên hết phải lo cái ăn cái mặt đầy đủ cho tất cả mọi người trong nhà trước đã rồi mới nghĩ đến bản thân mình việc kết hôn cũng vậy việc yêu đương cũng vậy tôi nghĩ sau khi bản thân có được một vị trí một chỗ đứng trong xã hội rồi thì mới đến lúc nghĩ tới những việc đó anh ta nói như thế muốn bộc lộ hết tâm can và suy nghĩ của mình cho tôi nghe thực ra lúc đó tôi thấy anh ta cũng đáng yêu nói như vậy có nghĩa là bây giờ, khi đã ngoài 30 tuổi, cũng như có công việc ổn định rồi, nên anh muốn hẹn hò với tôi, muốn ôm hôn tôi và muốn rủ tôi vào khách sạn cùng với anh phải không? Anh nói dối thật đấy. Tôi vừa khụt khặt cười, vừa hỏi ngược lại anh ta như vậy. Anh ta thoáng tỏ ra ngạc nhiên, như thể từ trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ gặp một cô gái nào như tôi. Nhưng nhìn vào mắt của anh, tôi đã biết chắc chắn trong lòng anh đang rất ấn tượng cũng như đang rất hứng thú với một người con gái có cá tính như tôi nói chính xác thì nó giống như là sự hiếu kỳ kiểu như lần đầu tiên anh ta được tiếp xúc với một loài sinh vật lạ khác với mình đôi mắt anh ta nhìn tôi giống kiểu một anh chàng quê mùa tóc ngắn cũng đang mặc đọc mỗi cái áo ba lỗ loại áo ba lỗ vừa quê mua vừa rẻ tiền chứ không phải kiểu áo sơ mi cộc tay. Lần đầu tiên được gặp một cô gái Seoul đi dài, có buộc nơ đen và sỏ tất trắng. Và có lẽ đó là sự thật. Nhưng kệ, hay là tôi cứ thử tiến thêm một bước nữa cho thật gần anh ta xem sao. Mà biết đâu đó sẽ là bước đệm cũng như sẽ trở thành nền tảng cơ bản làm thay đổi hoàn toàn con người tôi thì sao? việc này cũng có thể ví như việc từ đây tôi sẽ tháo bỏ lô dài bám đất đầy bẩn mà tôi vừa xỏ lúc đi qua cái sân đầy bùn đất lầy lội để bước lên một bậc thang láng mịn rồi bước thêm một bước nữa lên cái sàn nhà khô ráo sạch sẽ hay có thể ví như việc tôi sẽ đường đường chính chính nắm lấy cái phần trọng yếu nhất rồi sau đó cứ thế mà tiến thẳng tới đích như kiểu người ta bắn cung tên vậy. Thực ra tôi đang liên tưởng, cũng như đang hy vọng đến những việc ấy. Những nụ cười e thẹn quá mức của anh ta. Lúc anh nhìn tôi, lại có gì đó như đang nói là anh vừa nói dối. Tôi đã cố thử phỏng đoán xem anh ta đang nói thật hay nói dối. Nhưng có vẻ như tôi đang mơ hồ tin rằng anh đã nói thật. Lần này sẽ là lần cuối cùng tôi như đang lẩm bẩm nói chuyện với chính mình một lần thôi hãy thử tin một lần cuối cùng này thôi mà thực ra nếu có tính toán thiệt hơn với anh ta thì dù ngay bây giờ anh có ngỏ ý muốn sống thử với tôi hay dù tôi phải xem xét những tổn hại khác sẽ đến với một cô gái thuận khiết như tôi thì tôi thấy nó cũng không thành vấn đề vì hồi đi du học ở pháp tôi cũng đã từng sống thử với vài người đàn ông tôi sống thử với mỗi người hơn một tháng thế nên dù anh ta có nói thẳng là anh đã dứt bỏ cái cô gái kia cái người có đôi bàn tay thô ráp không hề phù hợp với khuôn mặt xinh xắn ấy rồi kết hôn với tôi một người sau khi đi du học về ngành mỹ thuật trở về đã mở một triển lãm tranh cá nhân với sự trợ giúp của mẹ rồi sau đó tham gia giảng dạy tại trường đại học thuộc quyền quản lý của gia đình dù có thế đi chăng nữa thì anh ta cũng không có gì đáng bị phê phán cả và cả tôi nữa thực ra tôi thấy việc đó cũng không phải là một việc quá lạ lùng hay phi đạo đức gì vì những người xung quanh tôi họ cũng đều sống và kết hôn kiểu như vậy nhưng sao lại càng nghĩ tôi lại càng thấy mình không thể kết hôn với anh ta được tôi bỗng nhớ đến chuyện ngày xưa. Tôi đã từng vừa đứng khóc ở một ngã tư đường, nơi xung quanh có bao nhiêu người đang đi qua đi lại vừa hét lên. Anh đi đi, đi luôn đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Dù trong thâm tâm tôi rất muốn nói, em yêu anh, yêu anh lắm, yêu đến chết đi được. Với anh chàng người yêu đầu tiên của tôi, khi tôi biết mình không thể kết hôn được với người ấy. Tôi lại bắt đầu uống rượu, do cảm thấy thất vọng về bản thân mình, vì tôi đã không thể làm được gì để gia đình công nhận và tôn trọng. Tất nhiên, không phải là tại cô gái. Những kẻ đáng thương, những kẻ phải chịu hy sinh trên thế gian này nhiều vô kể. Có sự bất hạnh nào không có nguyên nhân không nhỉ? Có nỗi buồn nào không chứa đựng sự uất ức không nhỉ? Ngay cả sự đáng thương cũng xảy ra khi ta làm những việc đúng đắn nhưng cuối cùng lại bị người khác phản bội cơ mà thế nên cô gái ấy dù có bị phản bội hay dù có bị chết thì đó thì cũng chỉ là vấn đề của cô ta mà thôi nghĩ lại thì cả tôi và cô gái ấy đều tẻ nhạt giống nhau cũng như chúng tôi đều có một điểm chung đó là cả hai đều muốn bước lên những bậc thang danh vọng thông qua anh ta đúng rồi Vô e dông của cô Có phải là người dễ dàng muốn chết thế đâu Cô Monica Vừa vuốt tóc tôi Vừa nhẹ nhàng nói Cô... Ừ Tại sao bây giờ cô mới đến gặp cháu Sau khi về nước đã mấy lần Cho đến tìm cô ở tu viện Nhưng chẳng lần nào được gặp cô cả Ừ Tại cô bận quá mà Thế nên cô xin lỗi Với lại cô cứ tưởng Vô ê dông của cô đã hơn 30 tuổi nên đã trở thành một người chính chắn mạnh mẽ. Nghe cô nói xin lỗi mà sao trong lòng tôi có một cảm giác gì đó lạ lắm. Cô chẳng có lý do gì mà phải xin lỗi tôi cả. Đáng ra tôi phải xin lỗi cô mới đúng chứ. Vì đã hơn 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chẳng ra dáng người lớn mạnh mẽ tí nào. Nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi đã đánh mất tất cả những biểu hiện cảm xúc với mấy câu xin lỗi, cảm ơn, thậm chí cả những lời yêu thương êm ái. Rồi những lúc không thể dùng bất kỳ một câu nói nào khác để thay thế những câu ấy, tôi lại càng không thể mở miệng ra mà nói được. Mà hình như tôi nhớ là chưa bao giờ tôi dùng những câu ấy thì phải. Trong cô già đi nhiều, tuy cô vốn không có khuôn mặt xinh đẹp như trước đây trong da mặt cô lúc nào cũng căng mịn. Thế mà bây giờ thì... trong cô già thế nào ấy? Cô gượng cười. Đúng rồi. Thời gian cứ trôi đi. Và con người cứ mỗi ngày một già đi. Chẳng lẽ có gì làm mãi mãi vĩnh cửu trên thế gian này? Rồi ai cũng sẽ phải chết. Dù thời gian không trôi quá nhanh, thì đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta, tất cả sẽ chết cô Monica vừa đứng dậy vừa nói Hai cái từ sẽ chết được cô nói nghe giống như là một hơi thở nặng nề. Cô đi về phía tủ lạnh, lấy một lon nước ngọt và uống. Cô uống ực một hơi hết sạch cả lon nước, như thể cô đang khát lắm. Rồi bỗng nhiên, cô lại thở dài và nhìn xa xăm chừng một lúc lâu. Cô nhìn những cành tiêu quyền đang rung rinh trong gió, ở bên ngoài cửa sổ tôi cũng vô thức nhìn theo cô hãy rơi đi và bay đi hãy bay đi theo những ngọn gió tôi mong lung nghĩ cô à không phải là cháu muốn chết đâu chỉ là cháu thấy cuộc đời này tẻ nhạt thậm chí là nhàm chán quá mà thôi đúng là mệt mỏi và khó chịu nếu cứ sống mãi trên thế gian nhàm chán này thì ngày qua ngày chỉ là những sự tẻ nhạt chán chường mà thôi cháu chán cảnh phải sống từng ngày từng tháng vô nghĩa và như cô nói rồi đến một lúc nào đó sẽ phải chết lắm rồi lắm lúc cháu muốn hét lên thật to cũng như muốn quay mặt lại với thế gian tồi tệ này đúng vậy cháu là đồ rác rưởi là đồ bỏ đi là kẻ thất bại cháu hoàn toàn bất lực rồi cô modica bất thần quay sang nhìn tôi ánh mắt cô không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Nhưng thực sự không hiểu sao, lúc nào tôi cũng sợ ánh mắt thản nhiên ấy. Và có lẽ chính cái cảm giác ấy đã nối lên tất cả sự kính trọng của tôi đối với cô. Dù gieo à, có phải cháu yêu cái người họ khang đang làm việc ở phòng điều tra đúng không? Cô dè dặt hỏi, tôi bật cười. Cái anh chàng nhà quê ấy á? chẳng phải là cháu đã bị tổn thương hay sao tôi im lặng hai cháu thử nghĩ lại một lần xem cháu không thể tha thứ cho anh ta được nhưng cô à cháu đã nghĩ kỹ rồi đấy hình như không phải là tình yêu vì nếu là tình yêu thì chí ít cháu cũng phải cảm thấy buồn hoặc đau lòng sau khi chia tay anh ta chứ đằng này cháu lại chẳng cảm thấy gì cả còn nữa nếu là tình yêu thì sau khi chia tay người ta vẫn mong cho nhau luôn sống vui vẻ và hạnh phúc chẳng phải mọi người vẫn luôn nói vậy hay sao nhưng cháu thì lại chẳng bao giờ nghĩ đến những điều ấy cả hồi gặp anh ta cháu đã không nhìn vào chính bản thân anh ta mà cháu chỉ để ý đến hoàn cảnh xuất thân của anh ta nên cháu quá dễ dàng tin anh ta thực ra cháu đã sống gần như là tự do và nói loạn trong suốt 15 năm qua Nên cháu ghét việc cháu Đã định cố gắng Để trở thành một người sống nghiêm túc Như các anh trai Hay các chị dâu cháu Nhưng điều mà cháu thấy căm ghét hơn cả Đó là cháu đã bị phản bội Ngay trong khi đang cố gắng Làm những việc mà đến bản thân cháu Cũng không hề muốn Cô khẽ gật đầu Ừ, được rồi Vua dông à Cháu nghe nè cô vừa đi gặp cậu của cháu về cậu cháu có nói việc cháu tự sát tính cả lần này nữa là lần thứ ba rồi cậu còn nói là định cho cháu vào bệnh viện một tháng để chữa trị nhưng cô bảo là cô muốn đưa cháu đến một nơi khác lúc đầu cậu cháu có vẻ vẫn còn do dự nhưng sau đó bảo là sẽ để cho cháu quyết định theo nguyên tắc thì không được làm vậy nhưng cho cậu cháu tin cô nên đã đồng ý thế nào? Cháu muốn ở bệnh viện khoảng một tháng để điều trị cả tinh thần, lẫn sức khỏe. Hay muốn đi cùng cô đến nơi đó? Xem thái độ của cô, thì có vẻ như cô đang không nói đùa. Một nữ tu hơn 70 tuổi đến thăm một đứa cháu gái vừa tự sát đang nằm ở bệnh viện thì không có lý do gì lại đi nói đùa kiểu như thế. Tôi nhếch miệng cười. Nhưng lúc nghe giọng nói đầy dứt khoát của cô về việc tính đến thời điểm này, tôi đã tự sát đến ba lần. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi cũng thấy mình nhạt nhẽo tầm thường thật sự. Tôi bỗng muốn hút một điếu thuốc. Người như cháu thì giúp được gì à? Cháu chỉ biết uống rượu, hút thuốc và nói ra những lời lẽ chăm chọc ngoài việc làm cho bầu không khí xung quanh lúc nào cũng trở nên căng thẳng ra, thì cháu có làm việc gì nên hồn đâu ạ. À. Lúc tôi tự nói về mình như vậy, cô đã nhìn tôi chầm chầm như ngủ bảo rằng, quá ra con bé này, nó cũng biết bản thân mình không ra gì như vậy đấy. Con người muốn gặp cháu. Ý cô là con người muốn nghe cháu hát. Cô! À không, nữ tu Monica. Không phải là cô định bảo cháu là cùng với cô đi biểu diễn trên sân khấu vào ban đêm đấy chứ. Chẳng lẽ tu viện dạo này thiếu thốn tài chính đến mức phải nhờ một cô ca sĩ hết thời như cháu đi hát ở quán cà phê vào ban đêm để kiếm thêm tiền. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Tôi cười ngặt nghẽo. Tự tôi cũng biết là mình có hơi quá lời. Nhưng cái thói quen cũ trong con người tôi nói vậy. Vì tôi hay thích diễn kịch kiểu ấy trước mắt người khác. Cũng như nhiều khi tôi nói những câu đó một cách quá tự nhiên, đến mức đánh lừa được cả đối phương đang ngây ngô, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vừa tỏ vẻ như không thèm chấp cái thói quen ăn nói sất sượt ấy của tôi, vừa giả vờ như không nghe thấy gì. Tuy nhiên có một điều đó là cô Monica không hề cười. Có người muốn nghe bài quốc ca cháu từng hát. Cô chậm rãi nói. Gì cơ? Hát quốc ca à? Ừ, hát quốc ca. Tôi cười. Có vẻ như có một điều gì đó khá thú vị đang chờ đợi tôi đây. Nếu đối xử với người khác như quái vật thì sẽ trở thành quái vật. Tâm lý học tội phạm sau khi đi học về, tôi thấy ơn su đang nằm ngủ, còn bố tôi thì đang ngồi ăn mì tôm cạnh đó. Toàn thân tôi như nóng bừng lên khi nhìn thấy Ơ Anh Xu đang nằm co quắp ngủ ở một góc phòng nơi có nhiều chai rượu rất chỏng chơ. Tôi chạy lại Đến thức em dậy, nhưng thay vì trả lời tôi, em chỉ khẽ rên rỉ. Bố ơi, hình như em không bị ốm người nó nóng như có lửa đốt ấy thay cho câu trả lời bố rót rượu vào cái bát inox rồi đưa lên miệng uống sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu xem nào có thể nói là lúc đó ông ấy đang sống được không nhỉ nếu đếm tuổi thì hồi đó ông ấy đã ba mươi mấy rồi còn gì nhưng tôi biết từ cái khoảnh khắc tôi được sinh ra trên cõi đời này tôi đã chẳng có bất kỳ một chút tình cảm gì với ông ấy thậm chí tôi đã coi ông ấy như một ác ma rồi nhưng giống như là ở với ác ma trong địa ngục đã lâu nên tôi đã học được nhiều mánh khóe bố ơi con sẽ đi mua rượu cho bố chẳng phải là bố đã hết rượu rồi đấy thôi ở chỗ cửa hàng đằng kia có bán bố ở to một tiếng như mấy con thú vừa kêu rồi móc trong túi quần ra một tờ 500 von, dính đầy mồ hôi lẫn nước tiểu và ném về phía tôi. Tôi dội chạy đi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ một điều duy nhất là tôi phải chạy nhanh đi mua viên thuốc cảm cúm mà ngày xưa đã có lần tôi thấy mẹ tôi uống. Trời đã tạnh mưa và ánh nắng của mùa xuân như đang chan hòa khắp cả thế gian. Cái ánh sáng màu xanh non tơ mà tôi đã nhìn thấy trên đường chạy đến hiệu thuốc lúc ấy không hiểu sao đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cũng như sau đó mỗi khi mùa xuân đến khi nhìn lên những ngọn núi phủ đầy các loại cây lá màu xanh lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả tôi nhớ lúc chạy đi mua thuốc tôi còn nhìn thấy những người cùng làng đang làm mạ ở cánh đồng phía xa xa tôi đã mua thuốc cảm cúm cho ân Usu bằng số tiền đó rồi trở về nhà bố đã trừng mắt lên khi nhìn thấy những viên thuốc cảm cúm trên tay tôi bố đã cướp những viên thuốc ấy rồi bắt đầu đánh tôi bố ném mạnh cái bát inox đi rồi túm lấy tay tôi và ném tôi xuống sàn nhà nếu không phải vì em tôi thì chắc có lẽ tôi đã chạy trốn từ lâu rồi dù không biết sẽ phải đi đâu ở đâu nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ chạy trốn khỏi nơi này sau mỗi nắm đấm của bố tôi lại thấy say sẩm mặt mày cứ như là có pháo hoa đang bay trước mắt tôi vậy rồi sau đó tôi đã bị ngất đi nên chẳng còn biết gì nữa lúc tỉnh dậy tôi thấy bác hàng xóm đang cho tôi và em tôi ăn canh đậu tương bác còn cho ân un su uống một liều thuốc tán do một bà lão ở làng bên làm tôi nghe tiếng của mấy bác hàng xóm đang xì xào bàn tán gì đó ngoài sân còn bố tôi hình như vẫn đang say rượu chẳng biết gì hết ơ ơn su đang nằm đắp chăn ngủ ở phòng trong nơi đã được bác hàng xóm dọn dẹp sạch sẽ có tiếng rên rỉ nho nhỏ như tiếng gọi mẹ phát ra từ miệng ơ su tôi chẳng muốn nghe chút nào. Vì thật ra, tôi cũng đang muốn gọi mẹ. Tôi muốn hỏi mẹ, tại sao mẹ lại bỏ anh em tôi lại mà ra đi? Rồi mấy đêm nữa lại trôi qua. Khoảng đến ngày thứ tư, lúc tan học về, tôi chạy vào xem ơ ân su thế nào, thì thấy em đã hạ sốt hẳn. Mấy sợi tóc màu đen bết đầy mồ hôi bám chặt vào trán em tôi. Một lúc sau, ơ ân su từ từ mở mắt ra và nói anh ơi sao nhà mình nhiều khói thế khói ở đâu ra mà nhiều thế hả anh rồi sau đó có một lớp màng màu trắng cứ bám lấy quanh mắt của Su làm cho đôi mắt ấy mờ dần đi rồi đến một ngày không còn nhìn thấy gì nữa Su đã mù tôi đã nhìn thấy cô Monica từ xa trông có vẻ như cô đang giận tôi thì phải. Tôi đã đến trễ hẹn với cô gần 30 phút. Vừa dừng xe ở gần cửa ga tàu điện ngầm, tôi đã thấy cô dầu giả chạy lại. Trên tay cô đang ôm một gối đồ gì đó rất to. Không biết có phải là do trời đang quá lạnh hay không, mà tôi cảm giác có một luồng hơi lạnh giống như người ta vừa mở cửa tủ lạnh, đang tỏa ra từ cái khăn tròn đầu màu đen của cô môi cô trông cũng hơi tai tái nữa. Tại quần áo, tại cháu không biết là nên mặc bộ nào. Nếu biết trước hôm nay phải đi đến trại giam, thì có lẽ cháu đã mua sẵn một bộ quần áo nữ tu rồi. Tại cháu cứ phân dân, không biết là nên mặc cái gì nên mới đến muộn thế đấy. Giá cô có điện thoại di động thì tốt biết mấy. Đến cả mấy ông sư, với mấy ông cha dạo này đều có xe ô tô riêng chẳng phải có một xe ô tô riêng thì rất tiện lợi đó sao tôi nói vậy để biện minh cho việc mình đến trễ nhưng cô chẳng nói một câu nào mà cháu đã bảo là để cháu đến tận tu viện đón cô rồi thế mà cô cứ ương ngạnh không đồng ý tôi thường đùng đẩy trách nhiệm cho người khác như thế mỗi khi tôi thấy mình đã làm sai một việc gì những người ở đó đã phải đợi cô suốt một tuần rồi đấy trong vòng một tuần họ không được gặp mặt bất cứ một người nào. Vì cháu mà họ đã mất đi 30 phút vô cùng quý giá trong cuộc đời đấy, cháu có biết không? Với cháu thì... Cô đang nói, thì tự dưng nghẹn lại. Có lẽ do cô đang giận quá, cô nước nước bọt rồi từ từ nói tiếp. Với cháu thì 30 phút đó chẳng có giá trị gì, thậm chí có thể vứt bỏ vào thùng rác cũng được nhưng với họ thì khác. 30 phút đấy cũng có thể là 30 phút cuối cùng họ còn được sống trên cõi đời này. Ngày hôm nay trôi đi thì không biết lại có ngày nào như ngày hôm nay nữa cho họ hay không. Ngày hôm nay trong số họ có cả những người chỉ được sống hết ngày hôm nay thôi đấy. Cháu có biết không? Giọng cô ngẹn ngào trùng xuống nhưng nghe vô cùng dứt khoát. Cái câu 30 phút đó đối với cháu chẳng có giá trị gì, thậm chí có thể dứt bỏ vào thùng rác cũng được. Nghe như đang bị nghẹn lại ở nơi cổ hồng. Mà dù là trước kia chính tôi đã nói tôi sống bừa bãi, phung phí thời gian vô ích. Nhưng việc cô dịnh vào chuyện này rồi nói tôi như thế thì đương nhiên tôi cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Thôi, do tôi trễ hẹn với cô nên tốt nhất là tôi chịu nhịn vậy. Chị. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi theo cô ra ngoài. Nhưng chắc hôm nay cũng chẳng phải là một ngày vui vẻ gì với tôi. Cái câu vứt bỏ vào thùng rác chính là câu mà tôi đã từng nói. Nhưng việc cô dùng câu ấy để nói là với tôi với một thái độ nghiêm trọng như thế này thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Hay do cô già rồi nên cô trở nên khó tính nhỉ? tôi nghĩ thầm thông tin cô hay đến thăm phạm nhân ở trại giam sau khi cô trở thành nữ tu tôi cũng đã đọc được trên báo từ trước khi tôi đi pháp đó là ngày anh hai tôi hiện đang làm công tố viên nhận được điện thoại của mẹ bảo là bị đau đầu vào sáng sớm nên anh phải về nhà ngay xem bệnh cho mẹ cô monica lên báo này Kính thưa quý vị, đang xen giữa những trang văn về cuộc đời không mấy hạnh phúc của cô bé Sô Sông là những trang nhật ký thấm đẫm nước mắt của Sunso, một kẻ giết người bị kết án tử hình. Chàng trai Sunso được sinh ra tại một ngôi làng nghèo, khu Giang bi Ông, trong một gia đình có gì khác ngoài sự đau khổ, một gia đình mà trong cuộc sống thường nhật chỉ toàn nghe thấy những tiếng chữa rủa, tiếng roi gậy hay tiếng kêu thét. Cha của Sunso là một người nát rượu, mẹ của anh vì chịu không nổi cảnh nghèo đói thường xuyên bị đánh đập bạo hành nên đã vũ áo ra đi sunso và em trai eunso lớn lên nhờ sự cưu mang của những người hàng xóm tốt bụng họ chia sẻ từng nấm cơm khô đến từng gói mì tôm cho hai cậu bé sống qua ngày một thời gian dài mỗi ngày hai anh em đến ngồi cạnh tiệm tạp quá để chờ đợi người mẹ đã bỏ đi và lý do hai đứa trẻ đợi mẹ về là để cứu chúng nó hoặc là về để giết chết bố nghiện rượu giết chết con người mà cứ khi nào tỉnh cơn sai là lôi hai đứa trẻ vào căn bếp tối tăm lạnh lẽo để đánh đập. Làm sao hai đứa trẻ có thể phát triển thành người tốt khi phải sống trong cảnh địa ngục trần gian mà tai độ tế chính là che rùa của chúng? Phần 3 tiểu thuyết Yêu người tử tù của nhà dân Gông Si Song sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình đọc truyện đêm mai. Kính mời quý vị đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn thân mến chào tạm biệt